Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Dự lễ khởi công có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành ở trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Phần cơ sở hạ tầng dùng chung thuộc dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương giai đoạn 2021-2025 là 2.994,59 tỷ đồng. Phần còn lại sử dụng ngân sách thành phố Đà Nẵng gồm xây dựng đê chắn sóng, kè chắn sóng có tổng chiều dài khoảng 1.170m, luồng tàu dài khoảng 7,3km, chiều rộng 160m, cao độ đáy nạo vét âm 14m, bố trí khu quay trở, hệ thống báo hiệu hàng hải và hạ tầng kỹ thuật kết nối, khả năng đáp ứng cho các tàu có trọng tải đến 100.000 DVKT. Tàu container có sức chứa 6.000 đến 8.000 tiêu. Đường giao thông kết nối đến cổng cảng gồm hai đoạn. Đoạn 1 từ cổng cảng đến chân cầu vượt đường sắt dài 1,2 km, quy mô 6 làng xe, bề rộng 30 m. Đoạn 2 bao gồm các nhánh thuộc phạm vi nút giao nối tiếp với đoạn 1 và đường Nguyễn Văn Cử. Mỗi nhánh gồm hai làng xe, bề rộng 8 m. Hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ đến cổng của khu vực bến cảng khởi động dự kiến đến tháng 12 năm 2025 sẽ đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng cho hai bến khởi động ban đầu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ cảng liên chiểu, cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực Duyên Hải miền Trung nhằm tăng cường kết nối vùng và liên vùng là đòn bẩy, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và khu vực.